Cậu Phương. Anh chào sếp ạ. Cậu đang làm cái trò gì đấy hả? Định biến nơi làm việc thành nơi hẹn hò à? Dạ không phải đâu sếp ạ. Tại vì em... Tôi không có thời gian nghe cô giải thích. Thay vì cái thời gian đi vui chơi, đong đưa thì cô tập trung vào công việc của cô đi. Đừng để tôi nhìn thấy lần thứ hai. Cậu Phương, vào phòng tôi bàn chút việc. Em xin lỗi sếp ạ. Sao tay Phương mềm thế? Ước gì tay tôi cũng được như tay Phương. Nếu như mà không còn việc gì nữa, em xin phép ra ngoài. Khoan đã. Đây là tài liệu của dự án mới. Từ bây giờ cho đến 12 giờ đêm, cậu phải đọc hết cho tôi, rồi gửi lại bản tổng kết vào 6 giờ sáng ngày mai. Ok? Dạ vâng, em hiểu rồi sếp. Đã nghiện lại còn ngại. Để xem cậu tránh tôi được bao lâu. Đau cái gì rồi? À, đau quá. Sếp, có chuyện gì vậy ạ? Đau ở đâu ấy à? Em có thể giúp. Phương, cậu biết tôi thích cậu mà. Tại sao cậu không thể đáp lại tình cảm của tôi thế? Sếp làm thế này em... Tại sao? Tụi gì thua kém con bé Linh đấy chứ? Chuyện tình cảm không được đâu ạ. Tôi mong sếp hiểu cho. Sao đây em? Xe bị gì à? Em cũng không biết nữa. Tự dưng không nổ máy được anh ạ. Đây xem cho. Sao nhỉ? Bình thường mấy cái chuyện xe cộ này anh giỏi lắm. Thế nhưng mà hôm nay anh phải chịu rồi. Hay thôi, mang ra hàng sửa đi em. Nhìn cái mặt ngơ ngơ của anh, đấy biết tỏng rồi. Cậu Phương, trưa nay có lịch ăn trưa với đối tác, cậu đi với tôi. Trưa nay có lịch ý à? Sao em không biết chị nhỉ? Đến cả hẹn với đối tác, tôi cũng phải xin phép cậu trước à? À không, em không có ý đó ạ. À cô Linh. Dạ. Tí nữa đi cùng chúng tôi luôn. Em ạ. Đối tác hôm nay của chúng ta rất quan trọng. Cô Linh, cô đứng chờ ở đây. Khi nào họ đến thì mời họ vào. Nhớ là không được ngồi và rời vị trí. Nếu mà họ đến không tìm thấy tôi là lỗi của cô đấy. Dạ. Cậu đi đâu? Em thấy Linh đứng kia có vẻ là mệt mỏi và khát nước cho nên em chỉ muốn mang nước cho cô ấy thôi ạ. Không phải mang. Là nhân viên thì phải làm việc là đúng rồi. Kệ cô ta đi. Nào, cầm cốc lên. Cạn ly. Em tưởng là mình đang đợi đối tác mà chị nhỉ? Thì mình cứ uống đi. Khi nào đối tác đến, chúng ta sẽ tiếp sau. Đây có phải là ý đồ của chị không ạ? Chị cố tình đưa Linh đến đây là để sỉ nhục cô ấy và khiến cho cô ấy phải xấu hổ. Cậu đánh giá cô ta hơi cao rồi đấy. Cậu nhìn xem, cô ta vừa nghèo, vừa hèn. Tuổi gì mà so với tôi? Mà tôi phải mất công sỉ nhục làm gì? Vậy chị tạo ra những chuyện này là có ý gì ạ? Vì tôi thích cậu. Phục vụ! Đưa cho đứa ăn xin ở góc kia. Nói là tôi bố thí cho. Chị quá đáng rồi đấy ạ. Được lắm, hết lần này lần khác cậu khiến tôi bẽ mặt vì con nhỏ đấy. Nếu đã như thế thì tôi sẽ khiến con nhỏ đấy biến mất vĩnh viễn. Dạ, sếp gọi em ạ. Đây là hợp đồng đã được kiểm duyệt, cô tiến hành giao hàng cho khách đi. Nhưng mà hợp đồng này đã được ký và đóng dấu đâu ạ? Chủ tịch đang đi công tác,
Mà đơn hàng này khách hàng đang cần gấp. Đây là khách VIP ở công ty. Chúng ta vẫn thỉnh thoảng giao hàng sớm cho khách hàng ấy thôi. Trong kinh doanh, không phải 1 cộng 1 bao giờ cũng bằng 2. Mà đôi khi chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau như thế đấy. Dạ, em hiểu rồi ạ. Ừ, hiểu rồi đi làm đi. Vâng ạ. Cô làm việc vô trách nhiệm như thế à? Đơn hàng chưa được ký duyệt mà cô dám giao hàng cho khách hàng, làm thất thoát của công ty hàng tỷ đồng. Cô định đền bù thế nào? Nhưng mà chuyện này là do sếp. Cô được lắm. Làm sai còn định đổ vấy cho tôi. Tôi sẽ báo cáo lên sếp tổng. Cô chuẩn bị bán nhà và đền bù đi. Vở kịch hạ màn được rồi đấy. Chị lật mặt nhanh thật đấy chị Ly ạ. Cô bị điên à? Chị nhìn kỹ lại đơn hàng này xem. Sếp tôi đã thực sự giao cho khách hay chưa? Hóa đơn giả. Đúng. Vốn dĩ tôi chưa từng giao đơn hàng này cho khách. Hóa đơn này chỉ để lật cái bẫy mà chị định gài tôi thôi. Cô. Đúng. Tôi thừa biết đây là hóa đơn giả. Với kinh nghiệm làm nghề hơn 10 năm của tôi thì tôi thừa biết cô chưa hề giao hàng mà lập hóa đơn khống để ăn chặn tiền của công ty. Cô mưu mô lắm đấy cô Linh ạ. Tôi đúng là không thể ngờ được. Cái lý do vô lý như thế mà chị cũng nghĩ ra được đấy. Về cái đống hóa đơn này, tôi thừa sức kiện cô ra tòa với tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công ty. Phải ngồi tù một gông đấy. Được thôi. Từ từ đã. Mình đi như này không hay đâu. Để em quay lại chào chị Ly đã. Thôi rồi. Sắp tới sẽ có một đơn hàng khống giao đến cho anh. Anh chỉ cần xuất hóa đơn đã nhận hàng là được. Hoa hồng chi cho anh là 20% hóa đơn. Chị cấu kết với người ngoài, trục lợi hàng hóa của công ty, lại còn định đổ tội cho người khác nữa. Tôi đã gửi lên cho sếp tổng rồi. Chị chờ quyết định của công ty đi. Còn danh này. Tội lỗi của chị còn chưa hết đâu. Trên công ty thì chị luôn tỏ ra mình là một người phụ nữ độc thân. Còn trên mạng xã hội thì chị không công khai bất cứ một mối quan hệ nào. Nhưng thực tế, chị đã có chồng con đầy đủ. Vậy mà còn định mùi chài bao nhân viên nam nữa. Ai thuận theo chị thì chị đề đạt. Còn không thuận theo thì chị gây khó dễ. Nhân viên nữ thì chị luôn chèn ép làm khó đủ điều. Người như chị không xứng đáng làm sếp của chúng tôi đâu. Còn danh này, tao phải cho mày một trận. Không phải mày muốn nói gì ở nói đâu nhá. Chị định đánh tôi á? Không dễ thế đâu. Tôi luôn nhẫn nhịn, tôn trọng chị. Bởi vì chị là sếp của chúng tôi. Nhưng giờ thì thôi đi, chị không xứng đáng. Mà tôi đã gửi tất cả những bằng chứng về việc chị khống giấy tờ cho bố của tôi rồi. À mà khoan, nói vậy cho chị không hiểu đâu nhở. Bố tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Chị chờ bị đuổi việc đi. Con gà mày đứng lại. Anh Phương. Em có làm sao không? Em giận chị đấy à? Em đừng nghe cô ta nói. Cô ta bịa đặt để chia rẽ tình cảm của chúng mình đấy. Chị thích em là thật mà. Đừng động người tôi. Ghê tởm chị. Một người phụ nữ không đoan chính, một người sếp không công tâm, một nhân viên thiếu trung thực. Tất cả những điều đấy khiến tôi không còn muốn hít chung bầu không khí với chị nữa rồi. Mong chị hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng, tránh xa tôi ra. Anh Phương, anh có làm sao không? Để em đưa anh xuống phòng y tế nhé.